Định đó chị. Sáng em mua cái bánh bao cho chị ăn sáng rồi chú anh chị. Ơi con. Không không, nốt nào. Cho chị cái bánh bao đi em. Bánh bao trứng cút đi. Cái bánh bao trứng ha. Ê. Ok không? Đi ra đây nè, đi lên đây nè chị nè. Cho lấy bánh bao ăn đi. Giờ hai mẹ con Kim sẽ đi xuống Vinhome. Tới Vinhome rồi mọi người. Chú ơi. Rồi con cảm ơn bác. Bao nhiêu tiền vậy bác? 68. Nắng quá cô chú anh chị ơi. 10 giờ mấy rồi đó. Ở đây hôm nay người ta có làm cái con này giống con khủng long quá mọi người. Như là giống trong bộ phim gì phải không nè. Đẹp quá chừng nè. Chị chụp hình không? Đi thôi. Chiều mát mát thì ra xem con, giờ nắng nóng cho lắm. Tòa nhà của Kim là tòa nhà Landmark 2 hả mọi người, là cái tòa này nè cô chú anh chị. Ở tầng 28. Cái tòa đó thì có tới 40 mấy tầng. Ở đây mát nè chị, lúc nhỏ chị tập chạy xe đây chị nhớ không? Chị tập đi, chị để chiếc xe ở đây đi đi nè, mày có video của chị á. Rồi đi. Ừ, đúng rồi, lúc chị còn bé đó. Không, mẹ đi về vô xe. Chiên chị 1 tuổi á. Không, mẹ đi về. Ngon không chị? Em Chi về đây thích ăn bánh bao lắm cô chú anh chị. Là hôm qua là ăn nửa cái bánh bao, hôm nay muốn ăn bánh bao nữa. Lần trước về đó là Kim hay mua bánh bao cho ăn đó, xong rồi đi về bển đó, nói mẹ đi mua bánh bao ăn nữa đi. Nhưng mà siêu thị Tây đó ít khi nào bán bánh bao lắm cô chú anh chị. Phải mình đi việc siêu thị Việt Nam thì người ta mới bán bánh bao. Rồi khép chân lại coi trời. Ở trong đây mấy cái tòa nhà cao cao này nè, nó làm gió vô mát lắm cô chú anh chị. Lúc trước khi mà Kim còn ở đây đó, là xin Chi xong rồi cái ở dưới quê mấy tháng xong lên đây là sáng bữa nào cũng đẩy xuống đây cho Chi phơi nắng nè, đi dạo cho Chi phơi nắng. Trứng ở trong á con à,
Cái đó bự lắm con. Hôm nay mấy bé trẻ em đi học hết trơn rồi cô chú anh chị, cho nên ở trong đây cũng vắng mọi người. Có một mình em Chi với hai ba bé nữa hả? Chơi đã luôn, không có giành lộn đồ chơi cô chú anh chị. Ở trong đây người ta xài cắt trắng luôn nè, nhìn đẹp quá. Mà sạch sẽ nữa mọi người. Mà Chi chơi coi chừng vô mắt con đó nha Chi nha. Nghe không? Em Chi về mấy ngày đang thu được cô chú anh chị ơi. Đi ra cô mở cửa cho con ra kìa. Ra đây nè Chi nè. Chi đã chơi xong rồi đó ông bà cô chú ơi. Bây giờ sẽ lên kiếm cho Chi ăn rồi dẫn Chi đi xem phim đó mọi người. Ở đây có một cái nhà hàng Ý nè mọi người. Có pasta với lại pizza. Lần trước Kim ăn ở đây với Tony rồi. Đây có một cái quán cà phê Highland. Lúc trước lúc mà Kim mới mua nhà đó là Kim chưa cho thuê, là Kim ở đây hơn một năm đó cô chú anh chị. Xong rồi sau đó là cho người ta thuê nhà. Mà thỉnh thoảng mỗi lần mà về đây là đều ở thuê nhà trong đây ở đó cô chú anh chị. Tony mà về đây là sẽ thuê nhà trong khu này ở nè. Do trong khu này cũng thuận tiện đó cô chú anh chị. Có quán ăn, cà phê, mua sắm hay cái gì cũng thuận tiện hết trơn á. Cũng gần trung tâm đó mọi người. Đi qua, tại vì giáp ranh quận 1 á. Đi 10 phút taxi là qua tới quận 1 rồi cô chú anh chị. Cái con này ở đây lâu dữ lắm, lần trước về cũng thấy nè, lần này cũng thấy nữa. Vẫn còn ở đây. Mấy năm rồi đó cô chú anh chị. Đi Chi à? Chị muốn ăn gì? Chi giờ chắc nó chỉ ăn khoai tây chiên với là rán thôi cô chú anh chị. Ăn cơm suốt ngán quá thôi Chi hả? Giờ ăn cái gì giống như ở nhà đi. Khoai tây chiên lâu dữ lắm rồi Chi không ăn. Mua là rán cho em Chi thôi cô chú anh chị. Đây. Em Chi lần trước ở bên anh dẫn đi là em Chi sợ không dám chơi. Bây giờ em Chi muốn chơi nè. Nhưng mà bây giờ xuống đây thấy ngán quá, lạnh đó nè. Ăn uống xong rồi ông bà cô chú ấy bây giờ dẫn em Chi đi xem phim hả mọi người. Bây giờ mới 2 giờ rưỡi rồi cô chú anh chị. Đợi em của Kim đi công chuyện đó, đi thử áo cưới ha. Xong rồi đợi bạn của Kim đi làm nữa, tới 5 giờ hơn mới về lần. Về thì mọi người sẽ đi ăn tối. Bây giờ thì hai mẹ con phải đi chơi tới chiều luôn đó cô chú anh chị. Ở trong đây tới chiều luôn. Rồi đi con đi. Ở trên đây có rạp chiếu phim trên đây. Kim nhớ là như vậy đó, Kim nhớ vậy mà không biết chỗ nào ta.
là mấy em phía bên kia nữa. Lên kiếm cái có phim cho em nào cho chị xem không? Ở dưới tầng hầm này cô chú ơi, tầng hầm B1, hai mẹ con lên tới trên đây luôn rồi. Bây giờ phải đi xuống lại để kiếm chỗ xem phim cho em Chi. Ở phía đối diện phía bên kia đó là có một cái quán, cái nhà hàng Việt Nam đó cô chú anh chị. Tony rất là thích chỗ này luôn mọi người. Đó đó, Mai Vietnamese Kitchen đó, Tony thích lắm, lần nào qua Tony cũng muốn ăn ở đó hết trơn cô chú anh chị. We are L2 now, yes. Chi dạo này đi thang máy rành ghê á ta ơi. Tại vì ở dưới chỗ lúc nãy mình ở đó con. Chi nắm nhẹ đó không chịu đâu Chi. Chi phải đòi nắm tay mạnh thì Chi mới chịu hả? Chi sợ té hay sao? Chi không sợ té chứ sao? Chi muốn nắm tay mẹ hả? Ok. Mẹ cũng thích nắm tay Chi nữa. Nè mẹ nắm nè. Khó tính quá. Đi qua đây, qua đây. Chi nhìn dưới chân đó con à. Đi vòng qua bên đây xem. Ở bên đây có nhà hàng sushi Nhật này cô chú anh chị. Cái lóc hành lóc này nè, bán những cái đồ tốt lắm. Mấy cái bình nước, lúc khi nào mà về Kim sẽ mua mấy bình nước cho cháu Kim để dành đi học. Mấy cái bình nước này tốt quá cô chú anh chị. Người ta làm bằng nhựa thì cũng tốt, không có sợ độc hại hết mọi người. Nhà hàng sushi. Đó, một chiếc phim đằng kia kìa chứ. Ở đây có quán Lào, Thao Lào. Thái Lan, đoàn Thái Lan. I know we are here in B1. Hay cinema đã. Cà phê. Mấy bữa nay Kim về. Về Kim chưa uống một ly cà phê nào hết trơn cô chú anh chị. Ở nhà lúc ở quê cũng có phải gói thôi, lên đây chưa uống nữa. Nhất định là phải đi uống cà phê mới được. Rồi xong. Rồi chị đi qua đây đi. Rồi vô đó đi. Phim trẻ em bây giờ không có cô chú anh chị, chỉ có cái phim này thôi mà em Chi rất là sợ luôn. Em Chi rất là sợ nhìn cái hình này nè, em Chi nhát lắm, Chi không dám xem phim cô chú anh chị. Có cái phim Kung Fu Panda gì đó mà tới tối mới có, là 6 giờ mấy 7 giờ tối mới có ha cô chú anh chị. Có muốn chụp hình hả? Ok. Rồi xong. Bà Chi này bà thấy cái gì mà cũng là chụp hình hết trơn nè ông bà cô chú ơi. Điệu lắm. Muốn coi hình hả? Trời ơi à. Điệu thấy chưa? Đây cái phim này mà tới gần 7 giờ tối mới có cô chú không chị. Cái phim này nhẹ nhàng hơn cái phim kia. Em Chi xem được, em Chi thích xem phim này nè. Mà bây giờ không có suất chiếu rồi. Để mai mốt dẫn Chi đi xem sao. Rồi đi Chi à. Rồi dẫn Chi đi vòng vòng nè. Xong rồi hồi mát mát đi dẫn Chi ra công viên chơi ha. Đây nè, giống kẹo hồ lô quá, hồ lô. Kẹo hồ lô. Chị muốn cái này nho với dâu á hả? Ở đó có nho xanh với nho đen kìa. Chỉ nho với dâu thôi đúng không? Ở trong đó có dâu với nho đen hay là chị muốn nho xanh với dâu? No. Cái này đúng không? Ok, là chị phải ăn cho hết nha. Rồi để mẹ mua cho. Let me one two three. Let me one two three four five. Okay. Rồi, con cầm đi nè. Bao nhiêu đó em à? Em nắm được chút nha. Rồi con cầm. Cảm ơn cô chưa? Cảm ơn. Cảm ơn. Nó cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Rồi, đợi mẹ nha. Một cái cây này giống như kẹo hồ lô hả cô chú anh chị? Là ba trái dâu, ba trái nho, xong người ta giống như ngào đường á, quét nước đường á cô chú anh chị. 59 ngàn.
59.000 đó chị à, ăn cho hết nha chị à. Rồi con ăn thấy ngon không? Con thấy ngon ngọt không? Cái này chắc đường giống như kẹo vậy đó. Con cắn ăn luôn, cắn kéo ra. Cứng quá hả? Ăn không được hả chị? Nó đưa mày cắn thử coi. Được rồi chị nào. But ma, it's a little bit crunchy to me. It's good. Nó ở trong nó mềm mà chừng gấp đất á, ngon không? Rồi không ăn nữa. Nó đòi cho một hai muốn ăn. Mua 59.000, bây giờ không ăn thì cô chú chị dễ sợ không? Không ăn nữa hả? Thôi mẹ ăn nho cho con ăn dâu đi. No. Rồi hôm nay không có muốn mua ăn mua cái gì nữa nha. Không đòi ăn kẹo ăn bánh gì nha chưa? Nha chưa? Nghe không? Chị phải ăn hết cái này luôn rồi mới được. Chị ăn 3 cái đi, mẹ ăn 2 cái. Này của chị mua chị ăn chứ. Rồi con ăn đi. Mẹ ăn. Rồi. Ngon. Mẹ thấy ngọt ngon mà. Chắc cái đường nó cứng quá nè, nó cứng bên ngoài cho nên chi nó không thích nè cô chú ơi. Không thích ăn nữa hả? Không ăn nữa hả? Đó, ngon quá. Rồi rớt miếng đường nè. Trời ơi, cái này con gấu này dễ thương quá. Mẹ. Đừng có bưng bể đó con. Sao này bự dữ vậy? They have two stuff. They have like two water bottles. Cái bình nước này có hai cái vòi luôn. Cái này giống một vòi để uống trà sữa quá. No, phải không? I want to have it. Cái vòi này bự quá. No, I want no. Để lên đây đi, từ từ. Con chọn đi rồi con lấy cái nào hả? Cầm xuống. Cái đó too big nha, bự lắm. Sao nãy không lấy cái này nè? Cái này cũng đẹp nữa nè ông bà cô chú. Con chi mê rồi, cái này có ông nhựa trong nè. Cái trong này là đem đi nước đi học được. Đây nữa nè. Mấy cái bình nước này nhiều kiểu đẹp nhé ta. Cái này giống như cái camera hay cái gì đó ta. Dinosaur. It's a camera dinosaur. Ừ, dinosaur. Này đẹp quá trời luôn nè. Rồi có cái con gì ở đây. Dẫn chi đi tốn tiền quá. Thấy gì cũng mua hết trơn. Ở đây có cái hình con nhìn không nè, dễ thương. Cái này giống cái vỏ sách quá. Mấy cái này đọc ngộ quá, mẹ mới thấy lần đầu luôn á chị à. Cái này dễ thương, chị không thích hả? Mẹ thấy con gấu này cũng dễ thương nữa nè. Gấu nó ừ. Ôi cái hình này đẹp, cái hình gì đây nè chị nè. Cái này giống công chúa nè chị. Có trái tim nữa nè. Gấu nè. Ô cái này có cái gì đây nè. Là giống ống hút phải không? Cái ống hút có cái nắp đậy lại luôn nè. Thôi đừng gãy á. Nào đưa mày coi. Này giống cho em bé. Yeah, nói giờ em chi mê rồi. Đây là mới vô em chi thích cái này nè cô chú anh chị. Bây giờ mua cái bình này rồi. Quá trời cái bình to luôn. Mẹ thấy mấy cái bình nước này là đi học được nè. Nè nhìn nè. Mẹ thấy cái này đẹp nhất luôn, màu trắng là dễ thương, có hai cái lỗ tai nè.
Chị trả thẻ nha. Trời, mấy cái ghế này dễ thương, cái xe này dễ thương. Đây nè, mấy cái này dễ thương quá chừng luôn. Đây mày coi, mấy cái muỗng cho cô chú coi. Đũa này đợt trước mua đũa này đấy, ở đây cho Chi nè. Đây, đợt trước mua cái đôi đũa này cho Chi. Ừ. Lại em Chi muốn thêm một cái muỗng này nữa nè cô chú anh chị. À, giờ mua rong biển á, thích ăn rong biển mà. Rồi đi đi đi. Không không, rồi đi đất cơ. Rồi đi con à. Đi xích qua một bên cho người khác đi nữa con à. Cái rong biển đúng không? Rồi bỏ vô giỏ đi. Em Chi rất là thích ăn bánh gạo mà có rong biển đó cô chú anh chị. Một hai ba cười lên ok. Chị đi thấy gì nó cũng kêu mẹ ơi chụp hình, mẹ chụp hình. Bán con ngựa thấy ớn luôn. Trời ơi cái hàng trái cây ở trong này thấy mê quá chị à. À mẹ biết rồi. Trái cây mê quá, quá trời mấy cái sạp trái cây ngon quá trời ngon luôn. Nói chị ha. Đừng có đụng đổ ngã đổ con à. Đi xuống đây. Mua sầu riêng ăn cô chú anh chị. Bữa giờ chưa có mua sầu riêng. Sầu riêng không biết chín không mà sao thấy trái xanh vậy ta. Để xem mà người ta có cắt bổ sẵn ra đó. Mình mua cái hộp bổ sẵn cho nó chắc. Công nhận đi lên thành phố cái là cái gì nó cũng đắt đỏ lên liền đó mọi người. Ở dưới quê đó, rẻ nhưng mà lên đây cái mắc liền luôn. Mà đồ ngon lắm cô chú anh chị. Đây sầu riêng nè. Để em coi sầu riêng này, sầu riêng gì nữa. Sầu riêng ngon chắc. Cái hộp đó là giảm 50% là 279.000. Con ăn cái gì? Con ăn mít đó hả? Trời ơi, còn em Chi mê mít nữa. Con ăn mít đúng không? Để mẹ kêu người ta lấy chứ sao con lấy được. Tính tiền ở ngoài hoài luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi con lấy đi, con lấy con bỏ vô đây đi. Nè chị ơi, không biết cái lụm này đâu đây không biết đây nè. Mê quá hả chị ha. Em Chi thích ăn rong biển lắm không mà cô chú ơi. Rồi chuyến này sắp mệt luôn, quá trời đồ nhiều luôn rồi chị à. Mẹ nghĩ chắc nhiêu đó đủ rồi đó con. Nha. Nhiều quá sắp mệt lắm, hồi mình đi chơi nữa mà. Sắp đồ nhiều. Mình đi một vòng qua đây mình xem có gì nữa đi, rồi mình đi ra mình tính tiền. Giờ còn sớm lắm mà cô chú ơi. Mấy giờ rồi? Giờ mới 3 giờ rưỡi hả? Đừng có đụng cái đó, nó ngã bể đó. Ở trong vỏ con vẫn còn một hộp sữa hồi sáng mình đem theo nè, chưa uống hết nè. Đi qua đây Chi nè. Ở dưới đây là khu sữa. Sữa tươi da u. Đây đồ đông lạnh nè mọi người. Kim đi siêu thị là Kim mê nhất là trái cây, rau củ. Kim mê lắm. Tại vì ở bên bản mình ở Anh đó cô chú anh chị. Mấy cái rau củ trái cây này nè của Việt Nam á là khó mua dữ lắm luôn. Dạ. Dạ Chi muốn ăn Yakun, uống Yakun đó hả? Rồi con lấy một lốc đi. Thôi để tôi lấy luôn nè ông ơi. Ủa cái này là lốc đôi con ơi, lấy cái lốc lẻ thôi, lấy một cái lốc thôi. Lốc lẻ, em phải tháo ra hả em? Để cô lấy cho. Rồi cảm ơn em. Ở trong đây cái khu này nè. Trời ơi, xà lách rau thơm, rau canh chua. Nhìn thấy mê chưa mọi người? Đây nè. Mà xanh mướt mướt luôn á, tốt. Này toàn là đồ tiễn lựa không có cô chú chị. Đồ ngon không? Ngon quá chừng ngon luôn. Cái này
Trời ơi, vô đây thấy mê quá. Đây nè, mấy cái rau thơm này à. Ở bên Anh khó kiếm lắm cô chú anh chị. Dạ. If somebody say hello to you and you say hello back to them. Đó. What time are you doing today? Okay. That means you're still out. I still when you say hello. Yeah. So that's be nice. Never wait for me. Okay. Never wait for me. I won't. Ủa đây có loại sầu riêng khác nữa nè. Rồi đi con à, đi qua đây. Bây giờ đi về nha. Đi ra tính tiền đi. Ở bên đây cũng có loại sầu riêng gì đây không biết, để qua đây mẹ coi coi. Sầu riêng ở đây đơn giá là 569.000 một ký, đã lột ra rồi hả mọi người. Một hộp này 257.000 thơm quá. Nãy Kim đã lấy một hộp rồi, giờ chuẩn bị đi ra ngoài đây ăn thôi. Đi chứ à. Mận nè, mận này nhìn ngon quá. Mít, trời ơi, mít nè chị nè, một về mít luôn nè chị nè. Mít thơm quá à chị ạ, đừng có đụng nha con. Cái đó mận á, chứ không phải dâu đâu. Mận ngon quá, đây nè, mận cầu nè. Sapo chê, táo xanh, trời cái mận này ăn ngon lắm con mật của chú ơi. Ở dưới quê Kim cũng bán nhiều lắm. Mà bây giờ hai mẹ con đi bộ xách đồ nhiều nặng quá. Trời ơi, trái xoài nè chị à. Oh my god. She look at that. Đồ mango. Chị biết không? Ừ. Chị cầm để lên mặt cho. Xoài quá trời nhiều loại, nhiều xoài luôn. Xoài có nhiều loại lắm mình không biết tên. Ổi này nhìn giòn ngon nè cô chú anh chị. Cái này mốt khi nào mà trước khi đi đó. Mua đem qua bệnh ăn. Ừ. Cá. Trời ơi chị ơi. No, we don't need chi. Ở đây coi. Sao đây nhìn cái đầu cá mà đừng đụng nha con nha. Cái đầu cá nó còn sống á, con đụng là dính tay con nó vi khuẩn nữa. Trời ơi mực nó ngon. Mực tươi quá chừng luôn nè. Con bào ngư với lại tôm tích nữa nè. Tôm này tươi quá chừng, tôm đông lạnh. Tôm nhiều quá nè chị nè. Trời ơi quá trời tôm luôn chị à. Con xào đẹp. Cá ngon không chị? Đây là thịt gà chứ à. Gà tre, vịt, đồng khò, trứng gà, gà ác, các kiểu. Ngon quá, đi qua đây chị. Đây là quá trời hàng rau luôn nè. Chị lại đây nhìn nè. Con cá còn sống nha chị kìa. Oh my god. À, con tôm nó còn sống nè. Nhiều cho cái nhiều quá nè chị ta. Oh my god. Tôm. Con cua. À, con cua. Ôi chị ơi, con cua nè chị nè. Cua với con tôm nè. Cua nâu. Con cua nâu này ở bên Anh bán rẻ hả cô chú anh chị? Tôm hùm Alaska. Cái càng nó to dễ sợ luôn. Đây nè, tôm càng xanh. Tôm càng xanh không biết ở đây bán nhiêu ký, nhưng mà ở dưới quê Kim bán rẻ lắm. À, tôm càng 390.000 một ký. Ở dưới quê khoảng 100 mấy 200.000 hả mọi người. Nói chung là cơ tôm này cũng ngon, tính ở trên Sài Gòn giá như thì cũng được chứ không mất. Đi con à. Hả? Đây nè. Ốc nè, hến nè, hết nè. Ừ, con nhộng đó, đừng có đụng cái tay vô con nhộng á. Chị ăn con nhộng không? No. Không ăn hả? Đây cá hồi nè, salmon nè chị nè, salmon. Salmon đấy, còn ngao, con nghêu nè.
Mai không? Trời ơi, siêu thị ở bên đây đi nhìn mê luôn. Phải như là siêu thị ở bên Tây đi, không có nhiều người mà cá tôm giống như vậy đâu mọi người. Ngon quá, mấy cá chim trắng nè. Hả? Coi con mực là chi nè, con bạch tuộc nè. Bạch tuộc này ngon lắm nè, bạch tuộc. Tụi con nhỏ nhỏ, con mực to quá chim con. Maybe some fish. Let's go chi à. Ở bên đây là quầy đồ ăn sáng. Lúc trước sáng thì Mai xuống đây mua đồ ăn nè. Ở đây bán cũng ngon lắm cô chú anh chị. Người ta làm nóng tươi luôn á. Nhưng một cái quầy này có bánh trái kẹo gì tùm lum hết trơn á. Thôi đi chi à. Bây giờ Kim đã có sầu riêng rồi, Kim không mua gì nữa hết. Ăn ra ngoài công viên ngồi ăn sầu riêng. Chỗ nào thấm thoát á, để hôi quá. Có mùi, mấy người không thích mùi đó là người ta sẽ khó chịu. Ở đây có trái mâm xôi đen nữa nè. Mâm xôi đen. Ok chị. Bây giờ ra tính tiền đi về hả con ha. Ok, let's go pay. This way chị à, cái đường này nè con. Đây nè, em Chi mua được cái bình nước đang mang giống cái vỏ sách quá à. Ôi. Bao nhiêu cái bình nước luôn, Kim nói Chi là cái bình nhỏ nhỏ gọn hơn mà bỏ không chịu. Là muốn thích cái bình đó, thích màu hồng không mà cô chú ơi. Bây giờ không chịu đi công viên nữa, là có cái bình nước là đủ rồi đó. Kêu mẹ về nhà, bây giờ phải về nhà rửa cái bình nước liền. Rửa cái bình nước được để nước vô uống liền hả chị hả? Ừ. Không chịu đi công viên luôn. Mình đón xe đi về 4 giờ chiều rồi. Bây giờ nghỉ ngơi một chút cái dẫn chị đi ăn nữa hả mệt cô chú. Chị quá mệt mỏi rồi mệt cô chú rồi. Chị ngủ trên xe luôn hả chị ha? Tới nhà rồi con à. Ráng một chút xíu nữa đi. Trước mặt rồi kìa. Đang kẹt xe quá chừng luôn. Quá xe kẹt. Để mà mình cố gắng mình đi về sớm rồi đó, 4 giờ. Để một hồi nữa là tiêu luôn. 4 giờ mà sao kẹt dữ ha. 4 giờ 15. Cái đường này bán hình đẹp quá. Chị về nhà thay đồ quần áo đẹp em bà cô chú ơi. Chị quay lại cho trong bà cô chú coi chị mặc đồ gì đây nè. Ôi đẹp quá ta ơi. Đây là đường Lê Thánh Tôn hả cô chú anh chị. Đây giống như khu phố Nhật cho mọi người. Có nhà hàng quán bar nè, massage Nhật nhiều lắm cô chú anh chị, rất là nhiều nhà hàng quán bar Nhật luôn. Ở đây buổi chiều người ta bán đồ ăn vặt, trái cây. Cả nhà Kim bây giờ sẽ đi vô trong Vincom mọi người, cho em gái Kim lựa nhẫn cưới, mua nhẫn cưới xong rồi cả nhà sẽ đi ăn. Giờ là 5 giờ, đúng 5 giờ luôn cô chú anh chị. Giờ là giờ tan tầm nè, tan làm nè, sẽ bận lắm. Ở đây cũng có cái siêu thị Nhật nữa nè, shop Nhật bán đồ ăn Nhật á. Nhà hàng Nhật. Cái khu này buổi tối là đông đúc lắm cô chú anh chị. Đông đúc tấp nập bận rộn lắm luôn. Ngày mai cái mình rảnh rảnh cái mình đi dạo cái đường này mình ăn giặt nè, quá trời đồ ăn luôn. Xe nước. Ở đây nhà hàng Nhật nữa nè. Đây có massage. Buổi chiều ở đây có bán bánh cháo, bán bún nha cô chú anh chị. Xe bán để đi bán. Ở đây cái con đường này massage nhiều lắm mọi người. Nguyên cái con đường massage nhà hàng. Xe bánh mì nữa nè. Đây thuốc hút mà người ta bán thì để ngoài đường người ta bán luôn nè. Mấy người này ở đây đây bán thuốc hút quá trời luôn. Đây là một cái nhà hàng Nhật đây.
Đây là cái khu phố 15B Lê Thánh Tôn hả cô chú anh chị? Ở trong đó đó là chuyên ba Nhật luôn mọi người. Ba Nhật nhiều lắm. Ở chỗ này để đèn lồng đẹp quá à. Chỗ này chụp hình cũng đẹp đó nè Diễm. Chị đứng đây chụp hình không? Cái xe bán ốc, ốc dạo, gỏi cuốn tôm thịt. Cái đường này chiều bán đồ ăn quá chừng. Ở đây lại thêm một cái nhà hàng Nhật nữa nè. Các bạn ba ngồi ngoài đường vui ha. Giống ở bên Nhật hả Diễm? Bên Nhật cũng có nhiều quán nhỏ nhỏ cái ngồi vậy đó, ngồi ăn. Đây chỗ này làm nail, làm tóc làm nail. Ở chỗ này làm chắc mắc lắm thôi. Ở đây có quán à, có ở đây có tiệm massage, mọi người có nhà hàng nhiều lắm nè. Một cái đoạn đường này là khu phố Nhật đó mọi người, ngồi Nhật ở rất là nhiều luôn. Đây Vincom hả mọi người, Vincom Lê Thánh Tôn sẽ vô trong đây. Chị tối ngày đi shopping không? Anh Chi được đi shopping hoài ta ơi. Đây là có quán cà phê này đẹp quá chừng nè mọi người. Bà Chi bả quá trời nịnh luôn rồi. Ở đây có cái lồng nè, cái giống cái lồng chim ghê không? Trời nó chiếu lấp lánh vậy mà. Đi theo mẹ nha con. Rồi cô dẫn về nuôi luôn. Giờ dẫn về nuôi có kim cương đeo luôn. Quá trời chi vậy. Đó. Bà không có, bà không có biết ngại, bà không biết lạ. Ai bà cũng ôm hết trơn vậy đó. Dạ đúng rồi. Đây là hộp sòn kim cương hả cô chú anh chị. Em Kim đã lựa được cái nhẫn cưới rồi. Đeo bông lắc. Mấy cái lắc này đẹp đó, chừng nào giữ nguyên một cái hàng hộp luôn. Cái đó là giống nhau hết, giống nhau hết rồi. Rồi rồi. Ok chị. Dạ, ta thử đi, cào đi, con cào đi. Rồi, cào ra được cái gì? Chơi, hai cào ra đây. Thôi, hai người cào đi. Để chơi bé cào. Anh để cho bé cào kìa. 200 ngàn. 200 ngàn. Này 100 500. Wow. Chụp lại. Đây rồi đó. Ủa cái này quán Nhật hả Diễm? Hồi đó chị nhớ mình ăn quán hoa đúng không? Dim sum vậy đó mà. Em xem mùa dịch phá sản hả? Sao bây giờ thành quán Nhật luôn, bây giờ ở đây Nhật không? Đây cái quán bar này tôi đi mỗi lần về là hay uống bia đây nè cô chú anh chị. Tôi đi ngồi đây nè. Ở cái khu này bây giờ buổi tối nó đông quá trời luôn. Em phải không? 10 năm giờ mới 4 năm. Bây giờ tối rồi, khu này đông đúc lắm các chú anh chị. Ở trong đó là khu phố Nhật các mọi người, tấp nập người qua lại. Ở đây có một cái quán nước ngoài đường nè. Chị mệt không con?
Mấy cô này thu mua ve chai nè cô chú anh chị. Chị mới đang thu mai vậy mà. Thu mai ngán lắm. Ăn đăng còn không? Đó rồi. Chị đi ra đó còn thôi. Chọn cái bàn tủ đâu có trong đi kìa. Hàng kia hai người kia đi còn. Tất cả, tất cả. Ờ, hàng kia thấy nó lạ lạ. Chị đọc trước nè. Mày sao chứ, mày sao chứ cho. Mày sao bóng tay á. Cho chị cái phần tôm nướng mà không có cây á. Cho em bé ăn á. Tôm này mày ngờ. Cho thêm 6 con nữa nha. Cho chị cái phần tôm nướng mọi đi. Cho em bé dễ ăn. Mì đó không? Miếng chút xíu là khó làm nào mà miếng hấp xả nè nên làm miếng tóc bơ hả ăn miếng tóc bơ đây cái này có tiêu có gừng nữa nè ớt chấm muối gì đây đây có ba loại muối mày muốn chấm loại nào cũng được mà loại nào cũng cay ăn miếng gừng luôn mày sạch quá vậy ngon nước mắm rồi ngon gì ngon ngon vậy dễ thương quá nè cô chú ơi
Cái bông này chú thích cái nào, có thích cái nào không? Có cái cà phê hỏ này hả, màu hồng này không? Cái bông đẹp quá nè. Chú mua cái bông này hả? Ủa sao tự nhiên con mua cái bông này mà con không mua cái con kia? Bây giờ ăn tối xong rồi hả cô chú anh chị? Em Kim dẫn Kim với Chi Chi đi ra ngoài chỗ bờ sông bên mé bên quận 2 đó mọi người, uống cà phê xong rồi mình ngắm cảnh về quận 1 hả cô chú anh chị. Cà phê bờ sông này nè, Kim thấy mọi người đăng ở trên Facebook á, mà Kim chưa có đi lần nào hết trơn, Kim cũng muốn đi thử ha mọi người. Đây là Kim đang đứng bên quận 2 ha cô chú anh chị. Bên mé sông quận 2 này mọi người, là nhìn qua bên kia là quận 1. Buổi tối bên quận 2 á nhìn qua quận 1 đẹp lắm cô chú anh chị. Quá trình đẹp luôn. Lần trước Kim có về nhưng mà Kim chỉ chạy ngang thôi. Kim chỉ chạy xuống cái cầu này nè. Rồi chạy qua ngắm cảnh xong chạy về thôi. Hôm nay mới có dịp mà đứng bên đây để ngắm cảnh qua nè cô chú anh chị. Sài Gòn mình bây giờ đẹp quá chừng mọi người. Buổi tối mấy cái tòa nhà cao tầng này nè, đèn lấp lánh. Cảnh bờ sông đó cô chú anh chị. Quá trời đẹp luôn. Đó là Vinhome hả cô chú anh chị, quận 2 nè. Ở bên đây hôm nay người ta có hội chợ ngoài này, người ta có chiếu phim mà trời luôn đó cô chú anh chị, rất là đông bên này. Ở đây là có mấy cái quán cà phê, mấy cái ô đó là quán cà phê đó cô chú anh chị, một chút nữa mình sẽ qua đó uống cà phê. Đây dòng bên đây luôn, như một cái bờ sông rất là lớn. Trời ơi bánh ngon quá. Bánh nè. Ngon quá. Ừ. Làm ra cho chú xem. Được chưa? Chị có hàng uống rồi mới sức bước ra. Được. 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 À, chú sáng bổ sung nha. Có bóng tre nữa. Được rồi, chị bay. Xin quen thật lớn luôn, người đẹp ơi. Là, em đi một vòng một cái. Được rồi, chị ơi. Đi đâu mà. Được rồi, chị ơi. Bé thân nha anh. Thành sắp nhớ nha. Thợ mẹ nha. Ngon quá. Đúng vậy anh chị, ghé coi trên coi chị ơi. Ok ok. Thế con bắt chịu chưa? Quay tay. Bánh rán. Kem cuộn. Kem cuộn. Kem cuộn. Kem nha. Kem gì? Kem cuộn. Đây có vị này nè. Việt Quốc, dâu, đào. Dâu bé dâu. Dâu lấy con này luôn đi. Hay quá vậy. Tại em này có order. Tết liền luôn. Bao nhiêu vậy anh? Ba ơi, giờ 30. Em nha. Ủng hộ mình, ủng hộ em đi. Sao anh quá
chứ vừa tới cái chú có liền luôn. Nhanh thì có khỏi đợi. Cảm ơn anh chị nhiều. Cảm ơn chị nhiều. Đông quá nè mọi người. Đây có chiếc phim nè. Đây hải sản, chị đợi mẹ chi vậy? Đây nè. Ba bạc 150, 3 loại ba hộp chị. Ba hộp có hộp đó. Dạ xin lỗi mình đây. Không ăn thì phải lên vô ba bạc rồi. Hả? Có luôn. Ở chân gà nè, ngon quá nè. 20 can bạch em ơi. Bánh tráng nướng. Đi lên vậy mà, dưới đây giống nhau. Rồi đi lên kia. Đi lên kia kiếm bốc điểm cho như lại kia lại ông kiếm bốc điểm. Đây cái kèo này kìa. Giao tầm. Em mít. Mình có 5 ngàn không em? Mít với chanh dây. Mày kêu cái gì nữa? Mấy ly ạ? 2 ly đó. Giao tầm của mày đúng không? Ừ. Giao tiền chị. Của em 2 phần 80 đó. Xài để tao trả cho vậy mà. Ủa mà chị nói uống gì nữa? Em uống cái này nè, giao tầm với này có một ly giao tầm với một ly này. Đợi chị chút nha em. Chị ơi, chị tên Nguyễn Đình Ngọc đúng không? Nguyễn Đình Ngọc. Không biết nữa, tao thấy cái cục mè này thì muốn mua. Thì có mấy cái ghế lười ngồi cà phê nước ngoài nè cô chú anh chị. Nhìn kia có ghế đai, ghế đẩu nữa. Trên đây có hội chợ, em chỉ muốn đi hội chợ này ông bà cô chú ơi. Đi đây không? Qua đây nè. Thôi được rồi. I love you too.
chứng dài, xong rồi ra đây.